Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải đề cương ôn tập kỳ thi cuối học kỳ 1 chương trình tiếng Anh lớp 8 nhé. Và cái phần này sẽ tập trung vào unit từ unit 4 đến unit 6, bởi vì cái phần giữa kỳ thì cô cũng đã có đề cương cho các em rồi. Phần unit 4 chúng ta sẽ tập trung vào should và shouldn't, nên không nên. Các em chỉ cần lưu ý giúp cô dạng khẳng định và phủ định của should và shouldn't chúng ta sẽ theo sau bởi động từ nguyên thể. Còn dạng nghi vấn thì chúng ta sẽ đảo should lên trước chủ ngữ và động từ nguyên thể. Các em có thể nhìn ví dụ để chúng ta phân tích rõ hơn. You should brush your teeth là bạn nên chải răng. Và bạn có nên chải răng không thì chúng ta sẽ hỏi là should we brush our teeth? Chúng ta có nên chải răng không? Rồi, tiếp theo là have to và must. Thì hai cái cấu trúc này có nghĩa là phải. Nó sẽ khó hơn chút một chút bởi vì bạn phải phân biệt giữa hai cấu trúc. Dạng khẳng định thì must sẽ cộng động từ nguyên thể, diễn tả sự bắt buộc mang tính chủ quan do người nói quyết định. Ví dụ, I must finish the exercises. Tôi phải kết thúc bài tập về nhà. Tình huống là tôi chuẩn bị bữa tiệc nên tôi muốn là tôi phải kết thúc bài tập về nhà. Have và has to sẽ cộng gốc nguyên thể, diễn tả ý bắt buộc mang tính khách quan do luật lệ quy tắc hay người khác quyết định. Ví dụ, I have to finish the exercises. Tôi phải hoàn thành bài tập. Tình huống là ngày mai là đến hạn rồi. Ngày mai là có bài kiểm tra, là tình huống khách quan đưa lại khiến tôi phải làm. Vậy thì chúng ta chuyển đến cấu trúc phủ định nhé. Cấu trúc phủ định thì mustn't sẽ cộng gốc nguyên thể. Và cấu trúc phủ định của have to chúng ta sẽ phải mượn trợ động từ don't hoặc doesn't have to, sau đó cộng gốc nguyên thể. Ý nghĩa của nó khác nhau một chút. Mustn't sẽ diễn tả ý cấm đoán. Và don't doesn't have to sẽ diễn tả ý không cần thiết phải làm gì, không cần thiết phải làm gì. Các bạn nhé, các bạn đến với ví dụ này. You must not eat that. Bạn không được phép ăn cái đó bởi vì nó đã ôi rồi. Thì chúng ta sẽ diễn tả lại ý không được phép. You do not have to eat that. Bạn không cần phải ăn cái đó bởi vì tôi nghĩ là bạn không thích nó. Thì hai cái từ này diễn tả ý nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta cùng đến với phần luyện tập các nhé. Chúng ta sẽ luyện tập với suốt và suốt lên câu số 1. Người ta nói rằng chúng ta nên đi chùa để cầu nguyện cho sức khỏe. Chúng ta sẽ dùng từ suốt trong suốt dịp Tết. Câu số 2. Tôi không biết là liệu rằng anh ấy sẽ ở nhà sau đó hay không. Do vậy, bạn nên, chúng ta chỉ cần phải dịch nghĩa ra thôi. Câu số 3. Bạn không nên hút thuốc, shouldn't. Câu số 4. Cái đồ ăn này rất là tệ. Chúng ta nên phàn nàn với người quản lý, should. Câu số 5, bạn không nên ăn nhiều bánh nữa, nó quá là, bạn ăn quá là nhiều rồi. Rồi chúng ta cùng chuyển đến câu số 6, bạn thức khuya bởi vì nó không tốt. Thì ở đây chúng ta đưa ra một lời khuyên đúng không nào, shouldn't là không nên, còn don't have to là không cần. Câu số 7, trời chuẩn bị mưa, bạn nên mang áo mưa, chúng ta dùng từ should. Câu số 8, khi đi đến chùa, mọi người không nên mặc quần đùi, đúng không nào, thì chúng ta sẽ dùng từ shouldn't. Còn từ don't have to tức là không cần, chưa đúng, câu A cũng có nghĩa là không cần. Câu số 9, cô giáo nói là chúng tôi đọc cái quyển sách này để giải trí. Bởi vì nó là cái sự lựa chọn thôi. Optional là sự lựa chọn, tức là chúng tôi không cần, đúng nào? Cũng không cần, được chưa? We should là nên, we must là phải thì chưa đúng rồi. Can là có thể, chúng ta sẽ dịch là chúng tôi không cần đọc bởi vì là nó là sự lựa chọn thôi. Rồi câu số 10, we should cộng gốc nguyên thể và cộng si. Đến bài về have to và must. Câu số 1, bạn phải thử cái bánh này, chúng rất ngon, thì sau have to cộng gốc nguyên thể. Câu số 2, bạn trả cho cái món, cái bữa ăn nhẹ nó miễn phí, thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là you don't have to tương ứng với chủ ngữ you em nhé. Tiếp theo này, do we our shoe off when entering the church? Chúng ta có phải tháo giày khi mà chúng ta vào nhà thờ không? Thì chúng ta sẽ dùng là do we have to fake. Câu số 4, cô ấy con trai ở trường lúc 5 giờ phải đón đúng nào? Thì chủ ngữ là she, chúng ta sẽ phải chia là has to be. Câu số 5, chúng tôi đang ở trong đang ở trong bệnh viện. Bạn không được hút thuốc ở đây. Thì đây chúng ta sẽ có một từ cấm không được hút thuốc và mustn't. Câu số 6, trong thành phố này người ta đi lên cỏ
thì ở đây cũng là cấm, không được làm gì, không được phép, chúng ta dùng mustn't. Câu số 7, trẻ con swallow là nuốt những cái vật nhỏ, thì ở đây là chúng ta pay là có thể, must là phải nuốt. Câu C là need là cần, thì ở đây ý của người ta là không được nuốt những cái vật nhỏ bởi vì rất nguy hiểm nhá. Rồi tiếp theo này, câu số 8, học sinh Việt Nam phải mặc đồng phục khi đi đến trường, thì ở đây cái câu này chúng ta phải phân biệt về ý nghĩa. Phải mặc đồng phục tức là cái mà nhiều khi học sinh không muốn, do quy định của trường thì chúng ta sẽ dùng have to. Unit 5 là lễ hội ở Việt Nam, thì các bạn trọng tâm là ôn tập câu đơn, câu ghép và câu phức các em nhé. Về câu đơn thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô, câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề chính, gồm có một chủ ngữ và một động từ, hoặc câu có thể có chủ ngữ là hai danh từ nối nhau bằng and, hoặc có hai động từ nối nhau bằng and, vẫn được coi là câu đơn. Câu đơn thì chúng ta sẽ không thi quá nhiều. Quan trọng câu phức thì các bạn phải nhớ cho cô câu phức và câu ghép. Câu ghép là câu có hai hay nhiều mệnh đề độc lập về ý nghĩa, được kết nối với nhau bởi một liên từ kết hợp hay còn gọi là liên từ độc lập, hoặc các trạng từ nối. Thế đây bạn cần đi cho cô hai cấu trúc này nhé. Cấu trúc thứ nhất này, chủ ngữ 1 cộng V1 cộng động từ 1 thì gọi là mệnh đề 1. Có các cái từ nối dấu phẩy này, các cái liên từ nối là and, or, but, so, yet, cộng mệnh đề 2, and là và, or là hoặc, but là nhưng, so là do vậy và yet là tuy vậy. Rồi cấu trúc số 2 chúng ta sẽ sử dụng các trạng từ nối, thì cấu trúc tương tự mệnh đề 1 cộng therefore chấm phẩy nhé. Therefore này, moreover này, however, nevertheless, otherwise, phải. Sau đó mới đến mệnh đề 2. Và bạn ghi cho cô nghĩa của các từ này, để trong khi là chúng ta không loại được bằng cấu trúc, chúng ta sẽ loại bằng ý nghĩa. Rồi, tiếp theo là câu phức các em nhé. Cái tiếng Anh của câu phức là complex sentences. Thì bạn nhớ giúp cô câu phức có hai cấu trúc, mệnh đề độc lập cộng liên từ phụ thuộc cộng mệnh đề phụ thuộc, hoặc liên từ phụ thuộc cộng mệnh đề phụ thuộc phải mệnh đề độc lập. Vậy bạn nhớ giúp cô, liên từ phụ thuộc ở đâu thì mệnh đề phụ thuộc theo sau đó. Nếu liên từ phụ thuộc và mệnh đề phụ thuộc đặt cách đầu câu thì giữa hai mệnh đề phụ thuộc độc lập phải có dấu phẩy. Và dưới đây là các liên từ phụ thuộc bạn sẽ phải ghi chép lại. Rồi, vậy thì chúng ta cùng đến phần tiếp theo nhé, là phần luyện tập này. Câu số 1, tôi bị đau bụng, do vậy, ở đây chúng ta sẽ dịch ra, do vậy là tôi sẽ không muốn ăn gì cả. Câu số 2, mẹ của tôi ăn rất nhiều rau quả và tập thể dục đều đặn, thêm thông tin. Câu số 3, bạn có thể ăn ít đi hoặc là bạn tập thể dục nhiều lên, đúng nào. Câu số 4, tôi bị cú, do vậy tôi không cảm thấy khỏe. Câu số 5, người Mỹ ăn nhiều đồ ăn nhanh, do vậy họ bị tăng cân. Các câu khác thì các em sẽ làm tham khảo dựa vào cái phần gợi ý của cô nhé. Cô kéo số để chúng ta cùng làm nhé. Rồi tiếp theo là đến phần câu phức. Câu phức, câu số 1, quan họ là điệu nhạc truyền thống của Bắc Ninh, dân ca truyền thống. Chỉ cái loại nhạc này được cho phép hát ở hội liên. Thì bạn sẽ phải dịch nghĩa ra câu A là khi, câu B là tuy nhiên, câu C là mặc dù và câu D là bởi vì. Chúng ta sẽ dịch là bởi vì, đúng nào. Rồi, câu số 2, chúng rất là đắt, chúng tôi vẫn tổ chức các lễ hội mỗi năm. Thì chỉ sự nhượng bộ là mặc dù, các bạn phải dịch nghĩa ra. Câu số 3, tháng 7 âm lịch đến, người Việt thường tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Thì chúng ta sẽ dịch là khi, đúng nào, khi tháng 7 âm lịch đến. Câu số 4, nếu bạn có cơ hội thăm Khánh Hòa, bạn nên tham dự lễ hội biển Nha Trang, thì chúng ta sẽ tìm một từ nào có nghĩa là nếu. Thì đây từ so thì không đúng động câu, từ while phải cộng mệnh đề quá khứ tiếp diễn cơ, thường là dùng như thế. Ở đây chúng ta sẽ dùng từ if là chuẩn xác nhất, mặc dù từ when thì cũng được, nhưng về từ if là sẽ chuẩn hơn về nghĩa. Câu số 5 tương tự, khi mùa xuân đến, nhiều ngôi làng ở Việt Nam tổ chức một lễ hội mới. Thì ở đây chúng ta sẽ dịch là khi, đúng nào. Còn câu B và câu C và câu D thì không đúng đầu câu trong trường hợp này nhé. Rồi các em tương tự làm các câu ở dưới nhé. Chúng ta chuyển đến Unit 6 là chủ đề về các cái câu chuyện dân gian. Các câu chuyện dân gian thì chúng ta trọng tâm kiến thức là thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ đơn chỉ là ôn tập thôi và bạn ôn lại cấu trúc của thì quá khứ đơn. Quan trọng là bạn sẽ phải nắm được cấu trúc khẳng định, phủ định, nghi vấn và các cái dấu hiệu nhận biết. Được chưa các em?
Rồi, cô sẽ chuyên sâu cho các bạn về thì quá khứ tiếp diễn nhé. Thì quá khứ tiếp diễn đây, cấu trúc của nó, thể khẳng định thì chủ ngữ sẽ cộng vua 3 chữ hoặc vua 4 chữ cộng gốc x. Ví dụ, chúng tôi đang nói chuyện thì họ đến, thì chúng ta sẽ viết là we were talking about it when you arrived. Thì cái vế mà đang nói chuyện chúng ta sẽ chia thì hiện tại quá khứ tiếp diễn. Thể phủ định thì sau was mình sẽ dùng not, viết tắt là wasn't hoặc là weren't cộng gốc x. Còn thể nghi vấn thì bạn đảo vua 3 chữ và 4 chữ lên đầu câu cộng gốc x thì thôi, cộng chủ ngữ và gốc x. Dấu hiệu nhận biết vô cùng quan trọng. Thì quá khứ tiếp diễn có tất cả dấu hiệu của thì quá khứ đơn, nhưng mà nó sẽ có thêm một số dấu hiệu đúng trước. Ví dụ at cộng giờ vào lúc 12 giờ ngày hôm qua chẳng hạn. At this time vào lúc này ngày hôm qua. Câu có quen thì diễn tả một hành động đang xảy ra thì sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Và một hành động khác xen vào thì sẽ chia quá khứ đơn. Và while là trong quá khứ thì chúng ta sẽ diễn viết bằng quá khứ tiếp diễn hết các em nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta chuyển đến phần luyện tập này. Thì quá khứ đơn, câu số 1, một ngày nọ, Mai An Tiêm đã nhìn thấy một con chim ăn một loại hạt đỏ. Thì one day là câu chuyện kể lại, thì chúng ta sẽ chia quá khứ đơn thôi. Quá khứ đơn thì động từ thể khẳng định là sẽ thêm ed này, hoặc là bạn lấy cột 2 thì đây chỉ có từ so là quá khứ thôi. Nhớ, bạn lưu ý cho cô nhé. Câu số 2, cô ấy đã thăm ông bà của cô ấy với bố mẹ vào tuần trước thì chúng ta sẽ chọn từ when là quá khứ. Câu số 3, họ không bắt được xe buýt ngày hôm qua. Vậy không bắt được xe buýt sẽ dùng dạng phủ định của thì quá khứ đơn và dạng chủ động là didn't catch. Bạn lưu ý, đã có didn't thì động từ của bạn không có đuôi ed của quá khứ nữa nhé. Câu số 4, bố của tôi mệt khi mà tôi về nhà. Vậy thì chúng ta sẽ chia thì quá khứ thôi, bởi vì to be không có dạng verb ing. Chúng ta sẽ chia là was tired when I got home. Chọn câu A cho em nhé. Câu số 5, gia đình của bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. Ở đây thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ did. Đã có did rồi thì động từ sẽ là nguyên thể. Rồi, tiếp theo này các em ơi, chúng ta cùng đến với câu số 6 nhé. Ngày hôm qua anh ấy đã mua cho tôi một cái con gấu bông lớn vào ngày sinh nhật. But quá khứ này. Câu số 7, họ xem TV muộn ngày hôm qua. Đây là một từ có quy tắc chúng ta thêm ed. Họ không thích thú bộ phim tối qua thì đây là cấu trúc to be, sẽ chia vua 4 chữ và thêm not won. Câu số 9, cái người bồi bàn nữ ấy đã yêu cầu chúng tôi trở về trong 2 tiếng nữa, trở lại trong 2 tiếng nữa, told. Câu số 10, họ lái xe xung quanh cái khu vực đỗ trong vòng 20 phút để tìm chỗ đỗ xe. Quá khứ của drive là drove. Quá khứ tiếp diễn, khi mà anh trai của tôi đang kể một câu chuyện rất là đáng sợ thì có một cái tiếng gõ cửa. Thì đây when thì việc nào đang xảy ra chúng ta chia quá khứ tiếp diễn các em nhé. Thì đây vế đầu tiên thì sẽ phải chia quá khứ tiếp diễn là was telling. Vế sau thì chúng ta sẽ chia là were bình thường thôi. Câu số 2, dấu hiệu là at that time yesterday, vào cái lúc này ngày hôm qua lúc đó đấy, thì mình sẽ chia quá khứ tiếp diễn, chủ ngữ là you thì chia là doing. Câu số 3, tôi đã nhìn thấy vụ tai nạn khi mà tôi đang đợi xe buýt thì chúng ta sẽ chia là quá khứ tiếp diễn ở I was waiting. Câu số 4, trong khi mọi người đang nói chuyện với nhau thì anh ấy đang đọc sách, hai hành động song song xảy ra chúng ta chia quá khứ tiếp diễn. Câu số 5, trong khi chúng tôi đang chơi, đúng nào, đang chơi bóng rổ ở sân, ở công viên thì Mary đã ngã. Câu số 6, mẹ của tôi một câu chuyện cổ tích cho tôi. Lúc 9 giờ tối qua thì mẹ tôi đang kể, chia quá khứ tiếp diễn. Câu số 7, khi mà cái con công ấy, được chưa? Khi mà con công đang kiếm tìm đồ ăn ở trong vườn thì nó nhìn thấy một cái hộp đồ trang sức rất là to. Khi con gà, cô xin lỗi, gà trống, thì chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là was fighting. Câu số 8, trong khi tortoise là con rùa đang chạy tới vách đích, cố gắng hết sức mình đấy, thì con thỏ lại đang ngủ rất là ngon lành. Hai hành động song song chúng ta sẽ chia quá khứ tiếp diễn nhé. Rồi câu số 11, du khách đã bắt camera là bắt máy ảnh trong khi đang đi vòng quanh thành phố, chia quá khứ tiếp diễn was walking. Bởi vì sao? Bởi vì đây thấy dấu hiệu là từ while là đầu tiên này, hơn nữa từ lost là quá khứ, thì về còn lại chia quá khứ tiếp diễn. Câu số 12, vào giờ này năm ngoái thì tôi đang học cái khóa học tiếng Anh, were attending.
Câu số 13, khi mà chúng tôi gặp họ vào năm ngoái thì họ đang sống ở Santiago, lúc đó họ đang sống nhá, có thể bây giờ họ không sống nữa. We're leaving. Câu số 14, tôi đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình lúc 6 giờ hôm qua, tức là lúc đó thì tôi đang chuẩn bị đấy. I was preparing. Câu số 15, những đứa trẻ chơi ở trong vườn khi trời đổ mưa thì tức là đang chơi, những đứa trẻ số nhiều chơi ngôn bốn chữ. Ok, đề cương của chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 kết thúc ở đây. Các em hãy ôn tập đề cương thật là kỹ để không bỏ lỡ những câu dễ trong đề nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.